Cô nói là để cô ngồi đây ra ngoài lộ đang dọn dẹp rồi lết xuống đó mới rửa được cái hai cái chén với cái chảo à. Nó ở ngoài chết cô ngồi. Cài. À, nó ở ngoài chết cô ngồi là giờ quýnh quán cho không biết làm sao. Không còn là có năng khiếu. Ừ. Còn nhỏ xíu à, ừ. Mà biết nhảy vậy là giỏi rồi. Con này có năng khiếu. Phải chọn á. Nhưng mà phải cho cháu đi học. Hello mọi người, hôm nay Quốc Chiến đang có mặt tại nhà của chị Tưởng này mọi người. Đây, hôm nay thì hai chị em sẽ dành cái thời gian đi thăm bé Thư bên Tân Bình. Mới ngủ dậy luôn. Mới ngủ dậy luôn. Tối qua vậy làm mấy giờ về? Thì cũng 2 giờ sáng. 2 giờ sáng hả? 2 giờ sáng. Bây giờ thì mình lên đường mình đi thăm bé Thư thôi. Nãy giờ đợi quá trời lâu luôn, bà ngủ. Chắc ngủ ráng thêm phải không? Có đâu. Ngủ ráng gì nữa? Trời, đợi quá trời lâu luôn. Vậy rồi còn thấy chạy chuốt rồi mới đi. Chạy chuốt hả? Bây giờ lên đường. Hello mọi người, bây giờ là khoảng 12 giờ trưa nha mọi người. Thì Quốc Chiến với chị Tưởng đã chạy qua bên Bình Tân rồi. Đầu tiên là mình sẽ ghé thăm cái hoàn cảnh của bé Thư đã. Tranh thủ bữa trưa nên là khá là nắng. Đấy à. Đây toàn là người lao động ở cái nhà này. Chào hai bà cháu à. Nay bé Thư không đi học sao mà ở nhà vậy? Đây dạ, đau mắt hả? Không tá quả trơn, mẹ nó gặp chuyện rồi. Dạ. Không cái cuốn sách á. Cô mệt quá trời cũng mà con mẹ nhập viện rồi. Con ngồi đi nha. Con ngồi đi ngoại vô trong đầu mẹ lết hôm nay quay rửa chén đấy. Nó bay con rồi nó cái cây cuốn sách nó quá trời luôn rồi. Nhưng mà nó hết cái nhiều mắt đó nè. Dạ. Nhưng mà chị Phương đâu rồi? Nhập viện này. Nhập viện lâu chưa? Hôm nay hai ba ngày hả? Rồi là bé Thư là hôm nay là không đi học là do là mắt bị sao hả? Cho chú coi coi. Mắt làm sao mà mắt vậy? Vậy nó không mở được à? Dạ. Bé sao mắt không mở được rồi? Thì chú coi coi. Nó mở nó bị keo á. À, chơi keo dán sắt hả? Không biết ở đâu mà con không biết nữa mà con dọn dẹp lết nhưng mà không thấy được chai keo dán sắt. Ôi dạ, sao mua cháu đi bệnh viện đi. Dạ đi rồi. Đi rồi hả? Đi bác sĩ nói nó không có vô tới màng trong không có sao nhưng mà nó bị ở ngoài á. Bị bỏng hả? Dạ. Đấy bạn, đây là mấy bữa nay là chị Phương là chị đi nhập viện cấp cứu rồi là bé Thư là ở nhà không ai trông. Phương sao mà phải vô bệnh viện lại nữa rồi? Đó mà nó bác sĩ nó yếu chỉ người mà giờ hồn chuyển rồi tới giờ nó vô mấy lần rồi đó. Nhập viện á. Dạ rồi bác sĩ nói bây giờ là cái chân của nó căng qua đây nè. Bây giờ nếu mà nhà gia đình mình mà có khả năng chích nữa thì nó mau. Còn uống thì thời gian kéo dài, bệnh của người Phương kéo dài, điều trị kéo dài. Vì bác sĩ nó bây giờ phải mua cho nó chiếc xe lăn đặng cho nó ngồi, có người hỗ trợ cho nó đứng tới luôn được á. Dạ mà chưa tính gì cho về nhà cái nhập viện nữa. Nhưng mà hôm đó là triệu chứng sao mà nhập viện con? Trời ơi con ơi, em chỉ là nó phát lên, nó phán nó nhà nó xanh dờn luôn, chơi cái chết gì không vậy. Bệnh nhân nó có mệt. Dạ kêu xe không kịp luôn. Vô bác sĩ nói bây giờ nó thiếu máu quá, chừng thiếu máu. Phải cần vô máu trước mới được, rồi phải thuốc men đường của người ta ra tôi mà phải vô máu rồi vô cái chai thuốc gì đó. Dạ. Rồi phải vô tới tóc nập cho nó. Dạ. Rồi bây giờ mới giờ có chứ bữa Quốc Chiến lại tới nay là đi về là mấy lần rồi. Đi nhập viện á. Còn đi cách đây 2-3 bữa nữa. Nói bạn này hôm nay Quốc Chiến vào là chị Phương lại nhập viện căn bệnh nó trở nặng đó ha. Còn bé Thư thì quậy quá nên là cũng đang phải ở nhà. Là Thư sao con kiếm đâu ra keo ăn sắt con nhỏ vô mắt vậy? Trời đất ơi, nhỏ này nó quậy quá. Cái Thư à, bà biểu ơi con. Rồi, biểu nè. Để con. Anh vô anh coi, thử cho chú coi con mắt coi. Chú coi con mắt coi có nhảy đó, con nhảy chứ nghe coi nha. Trời ơi, là giờ là keo còn dính đấy hả Thư? Keo đó. Ê, chú coi có đau không nào? Chú coi có đau chú chữa cho nha. Có hai mắt ơi. Là mắt bên này của con bị hả? Con bên này có bị không? Chị bị đau gì? Trời ơi. Đấy các bạn là bé Thư nó kiếm ra được đâu cái chai nhỏ mắt rồi nhỏ vô hả? Chai sắt hả? Không biết nó kiếm ở đâu nữa chứ ơi, không biết thấy kiếm. Nhưng mà nhỏ vô mắt. Cô nói là để cô mang con ngồi đi ra ngoài lộ đi dọn dẹp rồi lết xuống đó mới rửa được cái hai cái chén với cái chảo hà. Rồi nó ngoại ơi chết con rồi. Cài. À, nó ngoại ơi chết con rồi là giờ quýnh quán cho không biết làm sao lấy đại cái khăn với cục đá chà cho nó mới nhìn lại mới thấy chai keo miếng đất. À, rồi sao lúc đó là mắt nó dính lại luôn hả? Dính là cô la làng lên rồi bên đây nó cái giật cô té, cô sợ quá cô té rồi bên từ nay nó sợ cô tay biết nó không có thì do lo dụm nhỏ này đi, lo dụm Thư đi. Rồi đem vô bệnh viện nào, đem bé Thư vô bệnh viện nào rồi em là vô bệnh viện Vạn Phước, tại vì 9-10 giờ rồi Vạn Phước nó chù nó lao nó kêu đi bệnh viện cái gì đó. Không biết của ta nữa. Dạ. Rồi là lúc đó là dán vô mắt quá, mắt dính lại luôn hả? À. Dính lại hai cái dính lại luôn. Nó không biết nó làm cách làm sao mà con cũng không biết nữa. Nhỏ vô mắt hay sao? Nó nhỏ chắc nó nhỏ em rồi, tưởng tao chơi nhỏ mắt đó. Nhỏ hai con luôn hả? Mà một nhỏ con nó sụp mí luôn rồi nè. Con mở mắt ra coi con. Tôi tưởng coi rồi ơi. Chắc nhắm vậy nè. Nhỏ cái chắc là nhắm lại hên á. Nhắm. Cái hồi đó mà bà ngoại biết của Bình Tĩnh á. Từ cái trà lan ra ha. Ừ, từ cái trà mình lấy nó nữa chậm vậy nè cho nó ra rồi bớt cái này ngoại trà ngoại quả ngoại trà đó có hai mà trà quýnh quá trời quýnh. Bác sĩ nói nó mà 5-7 bữa rồi nó mới hết chứ cô đừng có nóng ruột trà nó quán mắt nó sưng. Ừ. Tại vì nó giờ nó đang keo dính á, nó dính vô cái nhà mày mà hên cái nào bác sĩ nó không có vô trong, nó vô trong là hôm giờ mình mắt nó bị vô trong là nguy cơ là gì? Hả? Sao? Có dần té này nha con, té xong rồi đi bệnh viện nữa bây giờ. Rồi mấy bữa nay là bị mắc vậy là không có đi học luôn á hả? Không có mới cái nghỉ buổi sáng này hả? À. Mới bị không? Có bị hồi tối thôi. Thôi vậy nhẹ không sao? Mắt sưng đây rồi cho chừa ha. Đằng sau mà còn tấy máy mà nhỏ mắt nữa là không được đâu nha. Nhớ nha con. Đằng sau đừng có tái máy nữa. Bữa đó mẹ cô mẹ nó ngồi nói chuyện cái mẹ nói con bây giờ đi làm công nhân rồi chứ con làm không được rồi mẹ, giờ con còn mẹ có tiền không chịu chị chưa có giờ con đi đứng được, con phụ con bán gì xô với mẹ cho Phương nó có sữa, Thư nó có sữa nó uống cũng được nữa. Thế là mua mình mua vài ký gạo cũng được nữa. Giờ mẹ đấy mẹ mua cho con đi xe lăn đi. Nói trời ơi sức khỏe không có mà cho con tính vậy đó. Mình phải tính vậy, phải dương phấn đấu với mẹ. Bây giờ mình con nếu mà đừng còn bữa vào giờ con không có đi được thì bác sĩ nói về con mua cái xe lăn á, có người hỗ trợ. Ăn cũng như là ngồi á. Đi tới lúc nãy á. Chị Phương là chị muốn là phải ước có xe lăn để mà chị mà đi bán vé số rồi chị kiếm tiền cho con ha. Nói chung là bây giờ con nói thiệt là cái tình trạng của chị rất là nặng rồi, nó là nặng lắm rồi chứ còn giờ mà đi bán vé số thì còn sức đâu mà bán. Giờ chị ước mơ vậy chứ vậy cũng là nó tấm lòng. Cái xe lăn thì dễ kiếm rồi đó nhưng mà giờ đi bán được hay không thì nó mới khó. Giờ bán rồi nó chở bệnh rồi sao, giờ nằm ở nhà thôi mà còn đi lên đi xuống mà không chị tưởng thấy đi bán đâu có cái khả năng đâu. Nó bạn con nó giờ con cầm 50 tờ với số con đi không đâu, nếu mà con ngồi xe lăn phải như mẹ đừng cứ sinh sống mình đừng cứ vậy mẹ đi nổi thì sau lưng con. Hai mẹ con được, đã được gửi Thư vô trường rồi đóng cửa lại hai mẹ con bụng cũng được. Nhưng mà cái lưng của con gì sao đó chị vẫn rất là cố gắng ha, mặc dù bệnh như vậy mà vẫn là bạn với mẹ là kiếm chiếc xe lăn để mà đẩy đi bán vé số. Nhưng mà cô làm sao mà đẩy được? Cô nhà mình có uống thuốc nam không? Em bệnh gì em có uống thuốc nam không? Con uống thuốc nam bên này như nó giật dữ vậy đó. thằng Phương nó con nhỏ này mẹ nó uống thuốc nam cái gì vậy, em vô mà vô đâu dám với bác sĩ nó hỏi quá chợ luôn mà không dám nói, không dám nói được, uống thuốc nam thuốc mắt nha, uống sợ giật phải không? Nó đụng với nhau với đúng rồi, đang điều trị cái nào là điều trị một cái, cũng như nó bị chỉ cách ra phải 2 tiếng đồng hồ, không phải nó bị ung thư tử cung rồi mới điều trị cái xong rồi trơn rồi nó mấy nào mấy nó cho uống đủ đựng với lá bụng cung với lá xả rồi cái sao uống được mấy 2 tháng rồi đó, còn nó phát lên nó xỉu cái gan này, nó ánh nói là nó di gan qua gan rồi, nhưng mà không có tiền, không có tiền nữa, không có chạy luôn nữa chứ, cái bà xui mới điện lên mới nói giờ bà đi xui, bây giờ cái bệnh này biết sao mấy, bây giờ tụi bạn chị Xuân chị đồng ý không? Đồng ý thì vô nó uống thuốc bắc, ông thầy như này hay lắm, mà tụi chị Xuân đồng ý không? Cái em mới nói là cái toán đó là Diên Phương đó, giờ mẹ thương con dữ lắm, mẹ theo cái ý của mẹ là mẹ không có đồng ý, không có chịu mà chạy thuốc nam thuốc bắc, tại vì cái bệnh này là mẹ biết, bây giờ cũng như là mẹ bất lực rồi, mẹ không có lo được nữa, thôi mai chỗ uống thầy thôi con đi, giờ con về dưới đi, con thương mẹ con về dưới đi, con thầy ăn bán thuốc không nói thì sao. Là lúc đó thì nó cũng còn đi xài, nó lần này nó mua 5.000 nước đá đem về được, cái gì đi về xe, đi xe hàng chồng nó chở về dưới, là thang đầu ông hốt, ông về ông mất mặt, ông đồng ý ông hốt, ông cũng thang đầu về đó thấy nó mất chuyện vậy chứ, mà nó chưa cũng đến đổi cùng, tôi qua thang thứ hai cái em mới hỏi nó Phương rồi, mày hỏi thì con nghe Phương, con nói thi với mẹ đi chứ con ngày uống thuốc ngày tệ vậy, nói mẹ ơi bây giờ sức khỏe con không còn gì chứ, vậy con thương mẹ, con thương hồn thương bên trong con, vậy con giấu. Nói chung là sau một thời gian không có cái điều kiện để mà điều trị TI nữa thì quyết định là thuốc bắc, nhưng mà càng ngày càng xấu, nhưng mà chị giấu phải không? Đến lúc mà nằm liệt giường rồi mình mới biết ha. Thì đó, nhưng mà bây giờ là cứ chỉ nghĩ rằng là nếu mà đang điều trị cái nào thì cố gắng một cái, chứ còn mà lẫn lộn nó cũng nguy hiểm lắm. Mẹ giỏi lắm á chị Tưởng. Nó này có nào. Bỏ nhát nữa. Bỏ cái máy ra, con dậm phải rồi. Wow, nhảy đẹp quá. Nhảy rất là giỏi luôn các bạn. Cái nhịp điệu rất là chuẩn luôn, mà mấy cái động tác là tự nghĩ ra luôn á. Tự nghĩ đâu có đi học đâu. Rất là giỏi, có năng khiếu nhảy á. Có tiền cho học nhịp điệu á. Đó, mọi người xem em bé mặc dù rất là nhỏ và không có được đi học, nhưng mà những cái động tác nhảy rất là chuẩn nha. Sao đừng dụi con, đừng dụi. Chị cột chứ, nó cao lên cho cao về. Sáng nay là vì mắc vậy mà vẫn tập nhảy đó hả? Nói hoài luôn, cột vậy cho con. Nói được lên, nói con. Nhưng mà nhảy vậy là tự xem rồi tự học vậy đó ha, không có ai chỉ đúng ha. Bài nào không nhảy được ha. Còn nó có năng khiếu. Còn nhỏ xíu mà biết nhảy vậy là giỏi rồi. Con này có năng khiếu. Phải chọn á. Nhưng mà phải cho cháu đi học. rồi, mệt rồi, nghỉ đi. Bữa sau nhảy tiếp nha, chú thấy đẹp lắm rồi á. Giờ Thư nè, chú nói nè, con nhảy đẹp lắm nhưng mà con phải ráng đi học ở trường nha. Ráng đi học ở trường thì sau này con mới thực hiện được ước mơ của con. Hello mọi người, thì hôm nay Quốc Chiến với là chị Tưởng ghé qua để thăm chị Thư nhưng mà chị Phương, nhưng mà rất tiếc là chị lại phải vào bệnh viện để mà điều trị rồi và chưa có về. Thì hôm nay chỉ gặp hai bà cháu thôi. Bé Thư thì hôm nay là ở nhà tại vì hôm qua nghịch quá, nhỏ cái chai keo dán sắt vô mắt, may mà không có bị gì, may chỉ sưng lên thôi, không biết là sao không. Thôi hôm nay là mục đích của Quốc Chiến với chị Tưởng qua là để mà gửi một ít tiền giúp cho chị Phương tiếp tục điều trị ha, cũng như là bé Thư thì có thêm cái tiền để trang trải cái việc học. Thư ráng học nghe con. Đầu tiên là Quốc Chiến ha, Quốc Chiến đợt này Quốc Chiến nhận dùm mẹ con chị Thư là tổng cộng là 8.450.000, gồm có một chị Mạnh Thường Quân ở trên đường Nguyễn Hữu Cảnh là gửi là 5 triệu đồng, chị Gaga hay còn gọi là chị An á, là gửi 300.000 đồng, chị Linda Trương á, gửi 2 triệu đồng, và chị Hoa Bùi gửi 50 giúp đê tương đương với lại 1.150.000 đồng. Thì bây giờ là Chiến sẽ gửi trước cho bà là tổng cộng cái số tiền vậy. Chị Tưởng đếm lại cho em nha. 8.450.000 đồng. Đủ không? Rồi gửi cho chị đếm lại giùm em đi. Còn chị Tưởng sao? Tưởng đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triệu 200.000 là của chị Phụng. Chị Phụng bên Mỹ á, với lại em của chị Phụng với dì cô hay gì của chị Phụng á. Nói chung là người quen của chị Phụng. Nói chung là người quen của chị Phụng đi. Gửi cho em Thư à. Em Phương và mẹ con chị Phương bé Thư. Chị Phương, em Phương là bé Thư. Đó một số tiền để chữa bệnh. Chị Phụng đi, đại diện đi. 2, 3, 4, 5, 6. 7.200.000 đồng. Các bạn là mấy hôm trước đó, là chị Phụng với lại người quen nó cũng gửi cho bé Diễm 7 triệu đồng để mà chữa bệnh, nhưng mà rất tiếc là một cái sự cố xảy ra là mình bị hỏng cái file đó nên là chưa có đăng tải được. Thì qua cái video này Quốc Chiến cũng gửi lời cảm ơn chị Phụng luôn đã thông qua chị Tưởng để gửi cho bé Diễm trong cái đợt trước đó, chị Tưởng nè. Hôm nay chị Tưởng nó thăm em nè, chị Tưởng đi dọn những cái nhà gặp rác với anh Chiến á. Hôm nay là có chị Tưởng là bạn Quốc Chiến tới thăm chị Phương. Mà hôm nay chị không có ở nhà. Hôm nay là tình trạng sức khỏe của chị thế nào rồi? Nay chị Lợi nè, chị Lợi nè, chị cho tiền em nè, bà cô gửi cho tiền em để em chữa bệnh. Hết bệnh về cái chị Tưởng tặng cho. Hôm nay Quốc Chiến với chị Tưởng cũng dành cái thời gian để mà qua thăm gia đình cô chút xíu ha. Cô cũng cố gắng lên nha. Rồi đốc thúc cho bé Thư đi học để mà bé có tương lai tươi sáng hơn là ba mẹ, có cái công việc ổn định hơn nha. Và thấy bé Thư có năng khiếu nhảy lắm. Rất là khó năng khiếu không chị Tưởng? Đúng rồi, có năng khiếu ơi, có năng khiếu nhảy. Thôi rồi bây giờ cũng trễ rồi, để cho gia đình nghỉ ngơi. Giờ chắc là Quốc Chiến với chị Tưởng cũng xin phép ra về ha. Cảm ơn Tưởng với Quốc Chiến nha. Dạ. Con Mạnh Thường Quân đều giúp đỡ con thời gian hơn đến giờ cho con gái của con với con Quốc Chiến nhiều. Vậy thì không biết ăn nói như người ta nữa. Rồi. Thôi chắc là mình kết thúc cái video tại đây. Chào mọi người nha. Cô chú anh chị rất nhiều đã cùng chung tay với em và Quốc Chiến đồng hành những chuyến đi thiện nguyện. Em xin cảm ơn rất nhiều.